qua chợ Phú làm. Chợ Phú. Chợ Phú ơi. Làm gì mỏ vậy? Màu ngọc trai ha, màu ngọc trai ha, màu vàng vậy. Ai chào sư huynh nha. Mỏ gì vậy? Đi tí. Ơi chú Út. Xuống đây nè, xuống đây chơi. Ủa mỏ gì vậy? Có được gì không? Nãy giờ mỏ được gì không? À vậy hả? Nãy giờ đó thì khi mà trở về cái hòn phụ tử đó anh thì em thấy nhớ lại những cái mẫu chuyện á, những cái câu chuyện mà có hai cha con làm cái nghề chài lưới ở tại cái hòn phụ tử này nè anh. Mà ngày xưa tại đây á là chỉ là có chùa hang thôi chứ không phải là đã có hòn phụ tử nha. Thì bây giờ anh có nhìn thấy ở xa xa đằng đó đó, anh thấy có cái hình cái đầu mà nhô ra cái hòn phụ tử không anh? Đó, cái đầu đó thuần luồn quá sư Phú ơi. Cái đầu đó ha, nó thuần luồn cái đầu lắm. đó là cái đầu của thuần luồn nha. Cái đây là chú lựa sao đứng đó hả Phú, vô trong. Hồi xưa người dân nghe nói thuần luồn là sợ dữ lắm, mà giờ cho Phú lại đứng kế đây không sợ hả? Thì vâng, kính thưa quý vị, cái mẫu chuyện mà con thuần luồn đó bị, thì ngày xưa đó là Châu Phú nghe nói đó, cái con thuần luồn, con gắn mà cũng không phải con gắn, mà gồng thì cũng không phải gồng nữa. Đó, nhưng mà thuần luồn á anh, em nghe bà con ngư dân ở đây đó, nếu mà nhắc tới thuần luồn là còn ám ảnh tới bây giờ. Thì khi mà cái con thuần luồn á bị ngày xưa ở đây hoành hành dữ lắm luôn. Ở đây thì ngày xưa chỉ là một cái chùa hang anh. Ở đây có một cái chùa hang thôi, bà con đánh bắt thì đi vào trong đây để mà cúng tại chùa hang này. Và đặc biệt là ở trong đó đó là có bà chúa, mà bà chúa xứ. Nhưng mà tại sao gọi là bà chúa xứ thì Châu Phú nghe kể đó anh, là cũng như là công chúa ở Thái Lan. Đó thì cùng với hoàng tử đã bị giặc đánh chạy đi đến đây. Đó cho nên đó là công chúa hy sinh mình để cứu hoàng tử đi về nước Thái Lan. Thì bây giờ đã đúc thành những cái pho tượng cách đây 300 năm để mà nhớ ơn công chúa. Thì cho nên bà con đặt ở đây là bà chúa xứ. Và cũng hiện giờ là bây giờ là bà con lại đặt là bà chúa hòn anh. Tại vì có hòn phụ tử nổi lên rồi đó. Và em nghe kể đó, có một cái con thuần luồn rất là to lớn, hay làm đắm những cái chiếc thuyền của dân đó anh nghĩa. Đúng rồi. Và để mà ăn thịt. Đó thì ở ngay chân đây nè, ngay chân cặp cái nơi mà chùa hang đó của bà chúa xứ ngự đó, thì có hai cha con làm nghề đánh bắt. Nghe nói dân làng là đi đánh bắt là bị những cái con thuần luồn đó làm đắm chìm hoài hà. Cho nên đó là ăn thịt đó, thì hai cha con này cũng rất là bức xúc anh. Đó thì cho nên đó là cái tìm ông cách để, ha. Cái ông mà cha đó mới tìm cách mà để diệt cái con thuần luồn này, tặng cho không có ăn thịt người dân làng nữa. Vì dân sinh sống nghề biển này đa số là nghèo khó, mới đi ra đây mà vôn ba giữa biển khơi mà sống đánh anh thấy chập trùng ha. Đó, và tiếp tục nữa thì nãy giờ hai anh em mình đi thăm hỏi thăm bà con đó thì anh cũng biết rồi, thì tiếp tục anh sẽ kể coi coi sao mà tiêu diệt được cái con thuần luồn, mà thuần luồn đã làm đắm chiếc thuyền lớn mà làm sao mà việc được mới ghê lắm đấy nha. Phải thông minh dữ lắm mới có thể là tìm cách được việc phải không? Thì anh thấy sao? Thì nghe kể thế này nè, nói hồi xưa á, thuần luồn lớn lắm, to thiệt là to á. To gì ha? To thiệt là to luôn. Sao đó? Coi như là thường làm cho đắm nhiều cái chiếc thuyền á trong cái khu vực này nè. Người dân rất là hoảng sợ khi mà ra đánh bắt. Một hôm thì có hai cha con cũng là ngư dân. Thấy dân tình chết chóc nhiều quá, thương quá, không biết làm sao. Thôi bây giờ mình tìm cách nào đó để mình diệt con thuần luồn này. Thế thì đêm này qua tháng nọ thì người cha mới nghĩ ra một cách là thôi bây giờ chỉ có cách là thuần luồn thì thích ăn thịt người. Cho nên bây giờ thôi mình tẩm thuốc độc toàn thân lên từ trên tới dưới luôn. Coi như là để cho thuần luồn nó bắt cái mồi đến để nó ăn thịt. Thì người cha nằm chắc cũng gần gần kế ra đây nè. Nằm ngay sát bờ biển á. Nằm trên bờ biển á. Nằm ngang bờ biển này nè, thì một hôm con thuần luồn á bốc hơi từ trong đó, trong mà biển khơi á, chạy vô cắn cái đầu của người cha. Cắn cái đầu người cha thì thế thì á là người con thì thấy mất cha mới đi tìm cắn hoài, cái đầu người cha sao nữa, cắn chảy máu và người cha chết. Đúng không? Rồi cuối cùng á thì người con mới tìm con thuần luồn đó sao anh. Thuần luồn bây giờ nó chắc có lẽ là nó cũng bị chết luôn rồi đó. Nó quá đá rồi. Theo mình nghĩ vậy nha. Xíu kết luận nè. Kết luận mới quan trọng. Thì thế thì người con mới đi tìm người cha hoài thì thấy
một hôm thấy người cha mình á thì bị đứt cái đầu. À, thế thì người con thương cha quá mới ôm người cha. Ôm người cha khóc thảm thiết luôn, khóc tới nỗi mà người con chết luôn bởi vì nhiễm cái chất độc á. Người cuối cùng người con chết và người cha cũng ôm chầm nhau chết. Thì một ngày nọ nó biến thành hai cái hòn đá ôm chầm với nhau vậy đó ha. Cho tới bây giờ luôn đó. Quá hay ha. Dạ thôi vậy là Phật. Theo mình nghĩ thì cuối cùng á là thù luôn, ông đã chết rồi biết chưa, chúng thuốc độc vậy đó ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, quá tuyệt vời. Thì vâng, kính thưa quý vị, Châu Phú và anh Thiện Nghĩa hai anh em cũng đi hỏi thăm bà con và coi trên những cái dòng mà lịch sử của hòn phụ tử đó, thì Châu Phú cũng được biết quý vị đó là theo cái câu chuyện của anh Nghĩa kể đó, Châu Phú xin sơ lược lại là ngày xưa tại đây có con thù luồn như thế, thì hai cha con này là mới suy tính là thấy là ăn thịt dăng quá, cho nên ông cha mới là quyết định tẩm độc trong toàn thân cơ thể để mà ra làm cái mồi nhử. Thì sau khi con thù luồn thấy một cái món mồi ngon mà không có phải làm đắm chìm mà những cái chiếc thuyền bè mà khó khăn như thế, thì thuần luồn lại bò đi vào trong đây đó mà để ăn thịt cái người cha này. Và khi con thuần luồn cắn được người cha đó là cắn cái khúc đầu trước quý vị đó, thì cũng như là những ông chăn ông gắn đó anh, thường thường ăn là ăn đầu trước, cho nên cắn cái đầu rồi á là chúng thuần luồn trúng độc và chết đi. Đúng rồi. Và khi mà thuần luồn trúng độc chết rồi đó vị, thì cái người con mới đi tìm người cha mà sao tối rồi không có về, qua tìm mấy ngày thì gặp cha mình nằm sát bãi biển mà mất một cái đầu quý vị. Cho nên người con này quá đau lòng mà ôm vậy nè, trời ơi ba ơi ba đó. Có gì không con? Trời ơi, người ta cụt đầu không có nói chuyện được, cụt đầu không có nói chuyện được ha. Rồi xong á là ôm cha mình gì mà bị trúng độc rồi mới chết quý vị đó. Thì sau khi mà người con chết rồi đó thì trời mưa giông gió bão giống gì nè đó, bão vậy nè ha, ầm vô nè ha đó, thì bão mấy ngày trời đó. Sau khi bão rồi á là tự nhiên hai cha con quá thành hai cái hòn nhỏ ở ngoài xa xa đó đó ha, và cách với nhau một khoảng quý vị. Ngày xưa á là Châu Phú đi đến đây thấy cái hòn rất là xa, sao mà càng ngày thấy càng gần vô mấy bờ ta. Cho nên á là có cái tên gọi là hòn cha và hòn con, và bà con còn đặt cho một cái tên là hòn phụ tử. Và kính thưa quý vị, cặp cái hòn phụ tử đó đó là có một cái hang kim cương, và gần đây là cũng có cái chùa hang luôn, và hiện xa xa đằng đó có cái đầu đó quý vị. Có cái đầu là cái đầu hình thuần luồn nha quý vị đó, cái đầu đó em quay cái đầu đó ha. Cái đầu hình thuần luồn vẫn còn nha quý vị nè, cái đầu nè, cái đầu giống như đầu gắn đó bé Tiến. Thì sẵn kể luôn đi. Thì theo cái truyền thuyết ông bà mình tưởng tượng như vậy, mà theo ý của Thiện Nghĩa đó thì đây là cái truyền thuyết rất là hay, mà coi như là tổ tiên mình thấy hai cái hòn đá này để nó ôm sát bên nhau nhiều thế kỷ để tượng trưng cho cái tình phụ tử thiêng liêng, lúc nào cũng cao quý và gắn bó với nhau như thế. Và con thù lùn tượng trưng cho cái sự là hung bạo của biển cả, có những cái cơn sóng dữ hay là những cái con cá to gì đó. Cho nên thì ở đây muốn nói lên cái sự là cái di tích của văn hóa của Kiên Giang mình. Thứ hai nữa là có một câu chuyện rất là hay, là năm 2013 đó thì cái hòn cha tự nhiên nó ngã xuống, hòn phụ tử hòn cha đó thì ngã xuống, và một cái tiếng mà vang dội từ đây mà cách mấy cây số mà vẫn nghe cái ầm coi như là lớn lắm, rất là lớn luôn. Đó là cái điều mà lạ, chứ nếu mà cái hòn nó ngã xuống thì nghe nhẹ, nhưng mà nói những cái người ở ngoài xa khoảng 2 cây số mà vẫn nghe rồi ha. Và vâng, thì kính thưa quý vị, kế tiếp cái hòn cha ngã rồi á thì Châu Phú thấy á, trong những cái lúc mà từ cái lúc hòn cha ngã đó anh, thì thấy á, là con cái cũng như là ít có hiếu với cha mẹ anh. Cũng có cái câu chuyện mà con chặt đầu mẹ đó, hay là con đánh cha, giết cha đó, cho nên đó là chắc là cũng là một cái điểm gì đó điểm không tốt ha. Dạ, thì có qua cái đoạn video hôm nay, Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị và các bạn sẽ đồng hành cùng với Châu Phú đi vào cái hang kim cương cùng với đoàn ha, để tham quan, vì trong đó nó nghe nói có những con bạch tuộc khổng lồ cùng với 10 bàn tay Phật Di Lặc đại bàng ha, cùng với những hạt kim cương li ti và chú bạch tuộc khổng lồ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi vị và các bạn sẽ đi khám phá vào trong hang kim cương, có kim cương thì chia nghe anh nghe, chia nghe chút lửa gì đâu, nghe ngoài vậy.
Dạ. Rồi. Bây giờ cuối cùng thì Thiện Nghĩa cũng xin mời quý vị đi thám hiểm nha, rất là đặc biệt. Và ở đây được xếp vào cái khu di tích văn hóa lịch sử của Kiên Giang quý vị ơi. Khu di tích rất là tuyệt vời, rất là đẹp ha. Nam mô Di Đà Phật. Mời quý vị nhìn biển kìa, đẹp quá quý vị ơi. Đó, xa xa sóng dữ quá. Bây giờ là Châu Phú muốn ra hòn phụ tử mà mướn thuyền không có nha quý vị. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Mời quý vị tiếp tục nha. Rồi. Quá tuyệt vời luôn. Ồ, mấy hang đẹp quá. À, vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ Châu Phú sẽ tiến bước gần đến hang Kim Cương nha quý vị. Ở đây là cái hang đẹp quá. Tổ Xiêm. Và kính thưa quý vị, Châu Phú nghe kể đó quý vị, ngày xưa là công chúa Xiêm La, công chúa Thái đó quý vị, đã trở về đây để cùng với hoàng tử. Và khi mà về đây lánh nạn đó quý vị, thì bị giặc đuổi tới đây. Và công chúa đã cứu được hoàng tử và công chúa ở đây và mất luôn quý vị. Cho nên từ đó về sau, bà con thường hay đến cái ngôi chùa mà thờ công chúa đó để mà viếng bái. Chùa còn được gọi là chùa hang nha quý vị. Cho nên Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành. Thì kính thưa quý vị, một cái hình ảnh là cái con thuần lùn ngày xưa đã chết quý vị. Con thuần lùn mà cắn đứt cái đầu cha của chàng trai mà hai cha con cùng nhau chết nơi đây là thành hòn phụ tử đó. Là cái hình dáng này gan như là cái con thuần lùn nha quý vị. Thuần lùn nghe nói đó, vừa giống rồng mà vừa giống rắn. Hai cha con mới là thấy bất bình quá, người cha tẩm thuốc đó đó quý vị. Tẩm thuốc độc đầy mịn trơn, nằm cặp bãi biển này nè. Rồi con thuần lùn đi đến đó, thì thấy cái món mồi ngon quá nên nó là cắn đứt cái đầu, cho nên thuần lùn đã trúng độc và chết luôn. Thì sau khi mà con đi tìm đó thì anh Nghĩa ơi, sau khi con đi tìm đó vị thì thấy cha mình nằm cặp bãi biển đó mà mất cái đầu, cho nên ôm cha mình mà khóc. Khóc xong rồi con đã trúng độc và mất theo cha luôn vị. Từ đó về sau thì mưa bão suốt mấy ngày liền, và hai cha con biến lên thành hòn phụ tử. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục luôn nha. Hay quá, cảnh quan đẹp quá Châu Phú ơi. Tí bao quanh là một cái dãy như là núi không, đẹp quá. Bây giờ Quynh Nghĩa có thể tiếp tục dẫn vào trong không? Vào bên trong và ngâm những cái đoạn sấm giảng nha. Hay à. Ở đây mà ngâm sấm giảng là tuyệt vời luôn á. Quá. Cảnh quan của Kiên Giang quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Quá tuyệt vời luôn rồi. Quá là Châu Phú ơi. Này là giùm em ha. Quá tuyệt vời Châu Phú ơi. Quá rồi, quá rồi Châu Phú ơi. Hang động đẹp quá. Nó quá đẹp luôn. Quá đẹp Kiên Giang, quá đẹp luôn. Tiếp tục vô luôn nha. Kiên Giang mình đẹp lắm. Dạ em quay nên về em mới đăng. Ở trong đây nè anh, ở trong đây là hang Kim Cương ha anh. Vô trống là điện thoại hoàn toàn mắt sống ha ha. Thưa anh thì anh có biết vì sao mà gọi hang Kim Cương không? Có ai lụm được Kim Cương lần nào chưa? Nói chung mà em cũng không có hiểu nữa. Cái này là em chỉ là biết là hang Kim Cương thôi, chứ mà bây giờ nói em thì dạng như là em chỉ biết hang Kim Cương thôi. Có nghe kể sơ sơ không? Không, nữa cái này vô trọng thì có hướng dẫn viên nó nhỏ nó nói chuyện cho mình nghe. Vậy đó ha, rồi cảm ơn nha. Rồi đẹp chúc quá. Sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ anh em chúng tôi từng bước vào trong hang Kim Cương. Vậy thì mình gửi nước ở ngoài đồ được không? Được, để ngoài đi con. Để đồ ngoài đi. Bây giờ hòn phụ tử thì kính thưa quý vị, bây giờ không có được đi ra ngoài hòn nha quý vị. Cái nào không được gửi lại đi. Bây giờ sóng biển quá mạnh rồi, cho nên đó là đoàn Châu Phú không có thể nào đi ra ngoài biển được nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Mở cái bị lớn nè anh Nghĩa, anh lấy cái micro ra cái gì anh ngâm sấm giảng ha. Vô trong đọc rất rõ thôi. Không. Ồn. Cái micro hình như ai cầm mày? Út Lửa cầm. Vô trọng nó yên tĩnh hơn nha Phúc. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Và cái bị cặp cái
hang, quý vị, hang kim cương thì có những khối đá lửa đâu rồi khi ông mở cái bài tình thương chân thật nằm chập bờ biển. Thì khi quý vị vào trong hang rồi là hoàn toàn mất sống nha quý vị. Anh bảo vệ đã dẫn cả đoàn đi vào bên trong thì đẹp quá châu Phú ơi. Dạ. Quá, chị Thảo ơi, quá dốc quá cao luôn, tiếp tục luôn, quá cao dốc quá đẹp quá. Mình hôm nay sẽ dẫn bà con đi thám hiểm bữa châu Phú ơi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, bây giờ là châu Phú đang chuẩn bị vào trong hang, có người dẫn đoàn nha quý vị. Tôi dẫn đoàn nè. Đáp giáp bên nào? Đào pha con ơi. Wow, lòn vào những cái khe đá ha. Tiếp luôn, tiếp luôn anh Nghĩa ơi. Ở trong không biết rộng không nha quý vị. Và kính thưa quý vị, ở đây là những cái hang luồn lách với nhau nữa quý vị. Ở đây một hình dáng rất là lạ nha quý vị. Dạ. Dạ. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa vô châu Phú ơi, anh Nghĩa đừng cách xa em quá nghe anh Nghĩa. Rồi đừng cách xa em quá em sợ anh Nghĩa ơi. Trời ơi vô đây châu Phú ơi, quá ly kỳ châu Phú ơi, đẹp lắm châu Phú ơi. Được không anh Nghĩa? Được được được, không sao anh Nghĩa, đi cách khoảng tí gì được rồi tí ơi. Dạ kính thưa vị, đây nè vị, bây giờ đoàn đang đi vào bên trong hang kim cương. Nghĩa ơi, có gặp kim cương chưa anh Nghĩa? Thấy chói chói chổng kìa. Em đi chút lửa đem coi kim cương luôn đây nè. Chói chói kìa. Có sữa mẹ. Ờ, có thạch nhũ đẹp quá. Ông vua ngồi ở đâu? Thạch nhũ đẹp quá cho Phú ơi. Có sữa nữa hả anh Nghĩa? Có thạch nhũ nè. Đây nè, có kim cương nè. Chào cậu bé. Chói đi, chói đi. Cái móng vuốt cái tay nè. Cái vú mà thấy không? Mình nhìn thấy. Con dẫn lên nghe chăng thạch nhũ hả? Nhìn cái mặt người ấy chứ ai vậy là Phật. Chú lượn lượn nè, đây nè, mấy cái dòng sữa mẹ chưa có ấy giờ đâu, dòng sữa mẹ đâu gọi đây đây ơi. Đó đó, đâu nó giúp đâu, giúp mẹ đâu phía sau chú cuối cùng giục bự lắm đâu phía sau mà tay thở tay quá giúp mẹ. Bây giờ anh Nghĩa, Nghĩa ơi hả, nghe anh đứng đây nè, anh phỏng vấn hỏi cháu bé này dẫn đoàn đây hả? Đâu nè, cháu đâu, hỏi cháu nè. Ờ giỏi vậy, chào con. Con bây giờ là con là anh Nghĩa đứng lên anh Nghĩa. Sao? Con làm ơn cho chú hỏi chú nghe nói là ở đây là cái thạch nhũ mà cái hình nấm vú hay sao con? Giống vú sữa mẹ. Giống vú sữa mẹ ha. Dạ. Con nghe kể sao? Tại nước á, nó mưa thì nó nhiễu xuống đây tạo thành mấy ngàn năm thành mới có này. Mấy ngàn năm mới có cái vú sữa mẹ đó đó hả con? Dạ. Ở trong nghe nói còn vú bự lắm hả? Dạ. Mà con làm ơn cho chú hỏi á, là ở trong cái hang kim cương này nè, mà con có nghe kể là về kim cương không con? Có. Vậy hả? Có không? Con nghe kể sao? Người lớn nói trong này có kim cương mà vô coi hoài. Người lớn nói có kim cương mà coi hoài không thấy ha. Dạ. Chắc là có duyên lắm mới được gặp kim cương hết con. Con nếu mà con gặp một đống mà con có nguyện xin một viên kim cương không? Dạ không dám đâu. Không dám hả? Nó cứng. Vậy hả? Con có hay niệm Phật không? Vậy đó ha. Rồi cảm ơn quá. Con tên gì? Dạ Thiện. Tên Thiện. Rồi việc tiếp rồi, con dẫn vô trong. Mời đi. Mời con nha, con vừa đi về với thám hiểm nha. Nha chú bé, thám hiểm nha quý vị. Thám hiểm. Con bao nhiêu rồi? Em mới dẫn dạ. Mấy tuổi? Dạ 12. Trời ơi, ngồi quá. Chú bé dẫn nguyên đoàn đi thám hiểm mà con. Dạ, ơi cậu bé dẫn nguyên đoàn đi thám hiểm nha quý vị. Quá luôn. Đâu 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 đâu. Ơi chị gọi lên đó đó chị, sao mà thấy sáng vậy chị? Ôi, lạ quá ha. Gọi đi không? Gọi đèn vô giùm em ơi. Gọi ngay chân. Ơ chị ơi, giống như cái miệng của con gì á chị ơi, có răng nữa kìa. Chị nói mà giống như cái hình bào thai em ơi. Ôi cái miệng kìa. Ôi, nè. Sữa của mẹ đang chảy ra thấy không? Nhưng mà con ở đây mẹ mà nếu mà đứng ngay góc nhìn của em là nhìn giống như là cái đó đó. Sữa mẹ nha ơi.
Ơ chị ơi, cái hình mẹ Quan Âm, hình Phật đồ tùm lum chẳng nghe. Ông ở đây sao ta lại nhìn thấy khác không? Tùy theo mỗi nhân viên mà mỗi con người gặp nha. Nè bây giờ em đứng ngay chỗ này cục đá nè. Nhìn dạ. Cục đá đen đen em mõm nè, em nhìn hình gì? Đây, đưa đây. Ra nè. Hình này ha. Đó, đây nè. Ừ. Ồ. Rồi vô đây cảnh này đẹp lắm nè, tới đi. Đây, mỗi hình cũng rất là lạ nha vậy. Dạ vâng, thì kính thưa quý vị, ở đây ngày xưa là Châu Phú nghe kể đó, chỉ là biển ngập lúc hết trơn nha quý vị, nhưng mà sau này á nước rút mới lòi ra được cái mặt đất này đó, thì bà con mới là có thể sinh sống được nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, lạ quá Châu Phú ơi, này cũng kỳ quan nha. Cái đèn đâu? Ê ơi, Nghĩa ơi, quay cái hộp qua nè Nghĩa ơi. Ơi đâu? Ơi, cái hình gì đâu đẹp đây là cái tháp. Cái tháp nè. Lạ quá, lạ quá. Ồ, giống cái tháp quá, giống cái bảo tháp của Ấn Độ quá. Nắm linh chi vậy đó. Gọi lên trên kìa, ở trên mới đẹp kìa. Nhũ. Cho mượn cái đèn em trai ơi. Đó, 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 thịt nhũ. Cái đèn đó em trai út lửa. Em trai út lửa gì đâu mà gọi đâu. Ồ, ba cái thịt nhũ đẹp quá. Ơi gọi cho nó sáng chú lửa, đưa con cái đèn chú lửa. Đây là con bà tuột đó nè. Đâu? Lấy cái đèn của chú lửa lại anh Nghĩa. Chú lửa ơi. Chú lửa lại đi coi. Chưa. Đợi tí xíu, đợi tí xíu. Đưa đèn nhỏ lại cho. Rồi vâng, thì kính thưa quý vị. Bây giờ là Châu Phú xin gọi cho quý vị xem đây là cái hình giống như là tháp gì đó quý vị. Rất là đặc biệt nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và cả đoàn bây giờ đang tham quan, đang thám hiểm nha. Vui dữ không? Đây. Quá lạ luôn. Ê, chào bà con ơi, quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Lạ quá. À, nhưng mà kính thưa quý vị. Con đưa cái đèn pin đi cho cô. Anh Nghĩa ơi. Sao? Sao? Nhưng mà khi mà mình đi về núi đó anh Nghĩa. Ừ. Đây cái hôm qua nè, chú quay cái hôm qua cho vô hang gì á. Đây nè, nhìn lên trên nè. Anh nhìn cái hôm qua với em nhìn ra đó cái hôm qua. Ừ, cái hôm qua đó. Nè, quá cái mặt người ở trên nè. Cái mặt ở trên rõ nè, đây là cái mặt người rõ ràng nè. Nè, cái mặt, cái đầu tóc nè, cái tai nè, ở đây nè. Một cái váy đi xuống đây nè. Đó, em nhìn thấy vậy đó. Cô Thảo phát hiện. Đây là do cô Thảo phát hiện nha. Út lửa thì phát hiện trái hổ qua, còn cô Thảo thì phát hiện trái hổ qua là hướng dẫn viên. Nói nghe nè. Vậy hả? Bạch tuột nè, Châu Phú phát hiện bạch tuột hả? Còn cái này là mà giống như san hô vậy đó ha. Nghĩa đây nè, Nghĩa ông quay lại xuống lưng ông Nghĩa. Ở đây là một cái chú bạch tuột to lớn nha vị. Và anh ơi, cái thời mà có cái con thuồng luồn đó anh, thì thuồng luồn rất là to lớn. Thì anh nghĩ đi, cái con bạch tuộc mà còn to lớn gì thì con thuồng luồn bay lớn đây. Chắc nó phải lớn lắm mà. Đúng rồi. Nó nhấn chìm chiếc tàu biển, chiếc tàu biển là lớn lắm mà nó còn nhấn chìm mà. Cái này mỏng mỏng này đó. Gan luôn. Dạ nè nè, anh Nghĩa cầm giùm em cái đèn pin. Đâu, quay cho lưng kìa, đâu, cái thành nhũ này trong. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị. Wow, ở đây lúc mới xuất hiện thì là có cha con là thùng của ở đó. Con rất là nhiều. Thì nó ăn chục người á, cha con thấy vậy, cha con ở gần đây á, làm thuốc độc. Phật nghe vị. Đánh dùng rồi cha. Như Phật cha thùng đây là san hô nha quý vị, san hô mà còn dưới ở đây nè. Là quý vị biết là ngày xưa đó. Rồi cha con có trúng thuốc độc luôn không? Rồi con thùng luôn, nó biết nó không xuất hiện ăn. Rồi giờ nó mất luôn hả con? Dạ. Xong rồi ổng biến hình đá, xong rồi thằng con thấy vậy nó khóc lại ôm biến hình hai hồn tử. À rồi, cảm ơn con nha. Quay đây con, quay đây. Ở chừng cái đầu sao này cháu. À, kính thưa quý vị. À, thạch nhũ ở phía sau này nữa nè. Con bạch tuộc trên được không? Dạ. Đó. Đó con bạch tuộc đó. Đúng rồi. Không con bạch tuộc. Nè, ở đây cũng là một cái hình bạch tuộc đó nha quý vị. Cái con này là mực ống mà. Mực ống đây nè, con mực ống đây nè. Đâu? Mực ống đó, đó. Sao bạch tuộc này dày vậy, ốm vậy? Chắc nhìn đói hay gì ốm vậy? Bạch tuộc nó bị treo lên phơi khô rồi. À, vậy hả? Treo phơi khô. Còn con này con mực ống nè. Còn cái ở đó là nhũ cái núm vú quý vị. Nhũ hoa. Dạ. Giống người mặc áo ha. Đây nè, cái này là giống mặt nè. Đó nè, nè. Cái hình này nè mới giống nè đó. Thấy không? Rất là đặc biệt nha quý vị. Đây cái hình giống lên ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, bây giờ là đoàn đi khá thám hiểm vào bên trong nữa vị, và có những cái thạch nhũ rất là lạ nha. Tiếp tục. Đây phía trong còn đẹp nữa hả? Vô trong. Tiến vào. Ủa sao trong bốn không dám đi trước vậy ta? Tiếp luôn. Ồ, mời cái đoàn mình tiến vào bên trong sẽ thám hiểm nha. Cái này là lạ quá, thầy cô ơi, quá lạ là đây này mát đó.
nát rồi. Ơi chị thấy rõ ràng không? Ngày xưa chị ở trên mặt đất của mình là nước không á chị, mà nghe những cái mẫu chuyện bên thầy đó là sau này á mà ngồi ở trên chỗ mà nuôi con cát đó mà đưa cái giò đưa tay xuống rửa được á nha chị. Chị bởi vậy em nãy em kêu chị đi học bơi đó hả? Dạ. Thì bây giờ nè nghe chăng đây mà vẫn còn san hô nè chị tính đây nha. Đâu cái không ăn đâu không? Mối hả gì mà nó rác rác vậy? Thì rồi mối hay gì mà? Đây cái đầu đó nè chú nè. Cái đó mối không? Cái đó là mối, mối nha. Mối được dạ. Đâu con? Ở chỗ có chỗ chết kìa. Nó nghe là nếu mà ở thì chẳng có giống như kim cương chết chứ. Đâu gắn đâu con? Đây nè hả? Ờ đó đúng rồi. Gắn hổ nha mấy mày. Đây là đuôi. Cái đuôi đâu? Cái đuôi dưới đó nè hả? Đó nè hả? Đó hả? Còn cái đầu đâu? Mấy con đừng có la lớn. À, ở trên đúng không? Dạ, nó trong đây nó bụng mang ra. Đó, nó trong đây có đường ra mà. Mé trên đó ha. Đó đó phải không? Vô trong nữa hả? Còn vô trong cửa đó. Gắn hổ mang đó sao? Đâu sao tôi nhịn ra gắn hổ mang vậy? Chẳng có kim cương nó vậy. Kim cương. Kìa sao? Đâu kim cương đâu? Đâu kim cương. Đâu kim cương đâu? Nó không có kim cương. Đâu. Đâu kim cương đâu? Ở đây chứ được ngay chứ mình vô hang mẹ đẻ anh là gì vô mà lấy kim cương mà chạy đi được cái cảm luôn. Nghe nói kim cương cô Thảo chạy nhanh quá rồi. Con gắn cái hình nhỏ này. Cô Thảo cô chạy nhanh quá rồi. Đây là hình con gắn hổ mang nha quý vị. Dạ. Ê nó nghe nè thiệt mọi. Rồi, cô Thảo phát hiện rồi. Đúng rồi, chiếu nè. Chiếu quá vậy chiếu luôn. Đây là đá thạch nhũ. Đá thạch nhũ. Đây đẹp hơn. Thạch nhũ phải không? Dạ. Chiếu nha. Bên này đẹp hơn. Bên này đẹp hơn đó hả con? Chỗ này nè. Chiếu giống kim cương thiệt chứ. Ồ, chiếu mà nè. Nè. Ui, để vô đây chiếu thôi chiếu. À, kim cương. Thôi cô chị này chỉ lụm được viên kim cương rồi. Ủa dạ bả luôn. Chắc chắn kim cương luôn rồi. Quá hên. Quá hên, quá hên luôn. Thôi chị này chỉ hên. Sao đang lụm sao đeo vừa luôn kẹt. Thôi chiếc này đi hên luôn đeo vừa luôn. Chia đi chung rộng mà. Chúng ta chia để điếm học chia. Rồi tiếp tục. Kìa vô trong có còn không? Cháu nó nói này đảo ơi. Đi vô trong. Có. Ở đây là có cái ảnh chiếu những cái hạt kim cương liên tiên nha mày. Ê, trong đây một đống kim cương luôn. Trời ơi. Nghe kim cương áo chứ nó chơi áo em quá trời kim cương kìa. Tiếp tục. Tiếp tục. Đó con lượm được hai viên nó dính thịt ngủ á mà chú kia lấy. Sao vậy? Chú nó lấy. Con lượm lấy chặn tặng cho hai chú kia. Đây con. Ngộ vậy. Lượm được hai viên hả con? Con lượm mà sao chú kia lấy? Hai chú kia. Thôi con lượm nhớ tặng cho chú nha. Nhớ tặng cho em chứ đi mấy rồi cho em có chưa. Xuống con. Ê chú cái góc này quá trời luôn nè. Chiếu dữ rồi tàn. Đi con gái. Nhanh lên thôi. Đút cái đầu vô trong mát đây quá trời mát vô chị vô con phú vô con ồ sâu dữ vậy hả dạ. Hang đẹp quá đẹp quá trời nó đẹp gì đâu trời ơi hang động nè kính thưa quý vị bây giờ là anh nghĩa cái này giống như vàng vậy đó anh nghĩa đâu cái nào vàng với kim cương chỉ coi chiếu quá trời luôn nè nhưng mà sao mà điện thoại quay không ra à anh coi có chiếu ghê không quá chiếu rồi đúng rồi có chiếu đó chiếu quá mà quay không ra ngủ quá dạ kính thưa quý vị chỗ này chiếu quý vị mà điện thoại mình quay không ra cảnh chiếu đó đâu mà mắt thường nhìn thấy chiếu dữ lắm luôn mong quý vị thông cảm nha có dịp quý vị hãy ghé hang kim cương nha đâu có gì đẹp dữ vậy trời ơi đẹp dữ vậy. Ơi đây nè. Cái này mới đẹp nè. Quá trời đẹp luôn á, ở đây nó mà xinh đi. Ôi đẹp quá trời phố ơi. Đẹp quá kìa con Nghĩa ơi. Ồ coi có kim cương không? Con chảnh có kim cương không? Ơi, cái hộp này nè. Chị ơi, ở đây nè có cái hộp kim cương kìa, sáng trưng kìa nè ở đây nè. Chỗ thạch nhũ nè anh Nghĩa, sáng trưng nè. Nó có một cái dấu đó nè. Tiếp tục luôn ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Còn mấy trên đó rồi. Gió lượm vô nữa nha bà con. Dạ. Đây kìa, đây nè chị. Nè, cái hộp trắng nè. Nè, ngay chân cái đèn pin luôn nè. Tự nhiên nó màu đen hết trơn, thấy có cái hộp trắng đó. Không thấy. Đi, tiếp tục luôn ở trên sâu. Ồ, vậy cái hang rộng dữ vậy đi hả? Con đại bàn bên kia đâu. Đây là bóng con đại bàn. Đâu? Trời ơi, cái... Kim cương nè. Đó. Đây nè. Ủa.
hậu kim cương bự luôn kìa. Đó. Chiếu 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 chiếu. Ơi đây nè, đây hậu kim cương bự nè. Đây nè, đây nè. Đây nè, nè nè nè, hậu kim cương bự nè. Ông hỏi ra tới lại không ai biết, thấy chiếu qua nè. Đây. Ủa mà sao có nước ở đó vậy? Ê sao có nước chỗ đó vậy? Rồi ok con, để chú quay kim cương trước cho nè, rồi sao? Hôm nay ra, cái này chiếu nè. Chiếu luôn kìa. Đứng khỏi rồi, rõ ra cho mình coi luôn nè. Rồi đó, hộp này nè, nguyên hộp đó. Kim cương cho Phú quay không, thử coi khỏi rồi, thử coi sáng. Khỏi rồi đó, chiếu lắp lánh luôn, chiếu nguyên cái cục đó luôn. Nhưng mà điện thoại với quay không? Kìa, có một hộp bận đó. Rồi, cũng thấy sơ sơ nha. Trời, nó chiếu khá rồi đó. Ok, thấy. Đâu, hộp bự đâu con. Gà qua gà lại đi cho Phú mới thấy. Gà máy. Qua gà lại thấy nè. Cũng thấy nha. Thấy rồi. Cũng thấy sơ. Nè, đẹp quá ha. Trong máy em thấy nè. Nè quên. Đẹp quá ha. Nè trong máy em thấy rõ luôn nè. Ê cho Phú máy chị thấy rõ. Cái máy của cô Thảo rõ hơn nè. Nè máy của chị thấy rõ luôn nè. Nó đi tiếp. Mà chị. Nó trời ơi chiếu chè chè. Rồi chị quay đi nữa chị gửi cho em. Ừ. À, vâng, và kính thưa quý vị, máy chị Thảo loại rẻ tiền nên nó quay thấy rõ. Máy cho Phú mắc quá nên quay không thấy. Ủa, nó ngược bởi chị Thảo chỉ cười. Kể ra nó nói mình nhẹ tiền mới lụm được viên kim cương lắm luôn. Có viên kim cương chị tắt cái chị Thảo, chị quay ngang á chị Thảo. Quay ngang á. Cầm cái máy ngang á. Ngang á chị Thảo. Mình ngược lại, ngược lại. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi quay gì đó chị Thảo. Thấy không chị Thảo? Cái chiếu không? Ủa có tiếng trống trống kìa. Đánh nhà tiếng trống á. Trống đường á. Chiếu quá ha anh Nghĩa. Quá chiếu luôn nè. À chiếu. Em đừng chiếu đèn rọi đèn tự tự chị quay nó còn chiếu hơn đó. Nè. Nó tối nó mới ánh lên nè. Hôm nay không quên để. Nè, trong đây hôm nay chị kêu chiếu rồi đó. Được không? Không lâu nó mới dạ. Đúng là kỳ quan ha. Kỳ quan thế giới nha vị. Danh lam của Kiên Giang mình là quá đẹp. Không, dạ. Nhưng mà thật sự nói ra hang này nó đẹp quá thì đẹp. Đây có trống đánh nè chú. Ở đây có trống nữa hả con? Có kim cương rồi có trống nữa nha. Vô 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 anh Nghĩa ơi. Anh Nghĩa. Trống gì nè anh Nghĩa? Sao? Trống nè. Ê, dạ hả? Ê, quý ngay chân đây nè, có một hộp vô kẻ nè. Cô trả lời được không? Nè nè, cái hộp nằm ngay đây luôn nè. Khoan khoan. Nè ngay chân móng tay chị mà hộp vô lỗ này nè. Xích bên đây nè. Bên cái đèn em nè. Ờ, hộp lên trên nữa. Đó 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 đó, nó nằm ở dưới đó đó, cái kẻ đó đó. Móc cái ngón tay ở dưới á. Ngón ở dưới á, ở dưới á. Cái kẻ ở dưới nó nằm ở dưới chứ không phải trên chị. Dưới á. Bà móc ở trên bà. Chị ở dưới mà móc. Ở dưới nữa. Cái này chiếu nè. Tốt chứ kẻ dưới luôn. Ừ đó đó. Em lùn mà xem thấy cao vậy chị luôn thấy được luôn á, tại vì móc. Mép trong, mép trong nữa, mép trong nữa, mép trong nữa. Không phải, xích vô trong nữa. Xích vô trong á. Ê cái cục này quá trời quá. Nè 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 nè. Rồi thôi được rồi, ngồi xích móng tay chị đó. Thôi được rồi ha. Được rồi. Ta không đâu, nó dính trong đá luôn rồi, không có ra được. Đâu. Cái mình anh tự tay mình giữ được cái chống đầu. Đâu cái hang, hang ngực đâu? Đây. Đâu? Ra con. Ôi, tiếp tiếp tiếp. Kim cương đâu quá trời này đâu có nước đâu nha, kim cương okay. Đẹp quá. Kìa 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 kìa. Hang ngực nha. Đâu vô thì Nghĩa gỡ thử. Sao đây. Nghe nói đó, mình gờ vô rồi nó kêu con. Chưa kịp quánh nữa. Chỗ kia chứ không phải vô. Vậy hả? Vậy hả? Đâu con. Đâu úp lửa vô gờ coi nó đánh không? Giống trong chậu. Rồi đi. Tiếp tục nha. Đâu mấy em đâu đánh coi. Đánh đi coi. Nghĩa vô đánh thử coi. Đánh trong mình mà kêu hả? Ờ giống người trong chậu vậy đó. Đâu vậy? Đó. Cái hang kìa. Anh Nghĩa vô quánh thử coi kêu bỏ không? Rồi, tiếp theo. Vô thử coi. Tiếp theo mọi người gõ nha. Nghĩa vô coi Nghĩa. Nghĩa vô chắc thịt không kêu đâu. Anh Nghĩa đánh là như cái trong trường. Thịt không, không biết nó kêu không đây. Ôi anh Nghĩa, anh có nhớ cái mẫu chuyện của ông Chu Nguyên Chương không? Không đem nhớ. Cái trống đá ra mà gõ vô. Đi vô. Vô trong luôn. Vô trong hả? Đứng này là như cái trống trường, tụi con em tưởng tụ trường chết luôn nha anh Nghĩa. Vô đây phải không? Rồi đây nè, đây nè. Không có để dây mặt. Dây mặt ra. Này nè, chú làm rồi kìa, chú chạy mất căng luôn. Sao? Đây đi, gõ nó sao? Rồi đúng rồi đó, quýnh vô ngực tới cây này. Ui. Kêu dữ anh Nghĩa. Giống bê tông, giống gì à? Sao giống như giống cung đình quá hả?
tung 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 tung. Ơi quýnh hồi lòng khỏi anh nghe, quýnh nhẹ nhẹ anh nghe. Rồi. À, anh nghe anh nghe nói quýnh kêu. Con quýnh nó kêu không? Con quýnh, con quýnh. Dạ tiếp tục. Làm gì á? Cái gì? Đâu? Cái gì? Xíu rồi đó. Nếu mà học sòn phải chia nghe. Chia nghe. Vào trước đi à. Em chia. Trời con cho Phú nó lụm quá trời luôn, rổ luôn rồi. Trời ơi cha Phú lụm gì dữ con? Con lụm gì? Lụm cái gì? Ê cái hộp gì kìa? Kẹt đá kìa. Cái gì kim cương vậy nhỏ? Đây nè. Đâu? Nhìn thẳng vô luôn. Trời ơi, cái hộp nước hay vậy? Không biết hộp gì thò tay coi. Nước vậy. Nước vậy. Tiếp. Rồi. Có người vô. Đây bàn phải không? Đúng là hàng. Đây bao ông Phúc Lộc Thọ. Bao ông Phúc Lộc Thọ hả? Có người vô á, hồi xưa có người vô á, người ta đem theo cái đục á chú. Ờ. Người ta đục về, người ta ta lấy bao ông Phúc Lộc Thọ luôn rồi, hay không? Đây là cái đầu, ba đầu. Vì ta thấy cái đầu của ông Phật Thích Ca ngồi đó trên trơn á. Vậy đó ha. Đúng rồi. Chưa đi nghĩa. Anh Thiện Nghĩa, đầu của ông Phật Ca làm, thấy không? Tôi thấy rõ ràng đầu Thích Ca nè. Chưa đi nghĩa. Rồi tiếp tục. Chiếu học kim cương. Vâng kính thưa quý vị, bây giờ là điểm sau cùng là cái chú chim đại bàng nha quý vị. Hàng này động thạch xanh. Động thạch xanh. Không phải. Động thạch xanh chỗ khác anh Nghĩa ơi. Ồ giống mấy chân hổ quá ha. Con chim đại bàng đâu con? Cái gì? Cái đầu. Cái đầu đại bàng này có mắt nè. Có cái bóng ở sau á, nó mới giống. Đâu cái bóng đâu? Rồi. Ra con. Đâu con thấy sao giống? Cái bóng ở dưới đất hay gì? Đây nè thấy rồi. Nè. Đó phải không? Ý con nhìn vậy đó phải không? Rồi nhưng mà chú thấy rồi. Đây là chú chim đại bàng nha quý vị. Đây nè có cánh luôn nè nha. Đây. Nè cái cánh luôn nha quý vị. Đây là chim đại bàng nha. Tiếp tục ha. Ô cái đầu này giống cái đầu của dạ. Chim ó nè, chim đại bàng. Chim đại bàng. Đúng rồi. Cái đầu. Đây là cái móng bà chằn luôn nè bà con ơi. Đây móng bà chằn đâu? Móng bà chằn luôn năm móng rồi. Đây. Đó anh nghĩa thấy con bạch tuộc. Ôi. Ghê vậy. Con bạch tuộc hả? Bạch tuộc dài nè mấy cái râu nhóc nè. Dạ vâng và kính thưa quý vị. À, bây giờ là đoàn của Châu Phú đi tới đây á, là gặp chim đại bàng à, xong rồi tổ gì đó không con? Cái bóng bà chằn này. Mày cho gì hỏi cái chỗ đó là gì mà ta để bóng đèn đó là con? Dạ để cho. Sáng không? Có con được đi được phải không? Ơi còn được vô nữa chưa cùng mà phải không? Không có đèn không có đèn biến. À chỉ chấm được là rồi đấy ha. Bàn tay gì? Bàn tay Di Lạc ha. Đức Phật Di Lạc phải không? Hết chưa? Còn chưa? Có bàn tay vâng kính thưa vị. Ồ còn hang nữa. Là bàn tay Đức Phật Di Lặc nữa nha quý vị. Bị chụp lại tới chắc cũng sắp cùng rồi quá hả? Mười ngón tay luôn hả? Ghê vậy. Đây con. Sắp cùng. Họ đó rồi. À thì ra là nè bàn tay Đức Phật Di Lặc ha. Con nghe bà con nói hả? Bên đây 5 ngón nè. À chút ra đây mình ngâm hang. Ở đây cũng 5 ngón vậy hả? À. À đây 1 2 3 4 5 6 7 8 Ờ vậy hả? Nè, một, nè. Có gì lạc không? 2 3 4 5 5 ngón nha quý vị. Bên đây nè. 1 2 3 Lên bàn tay 4 5 À. Bên đây 5 ngón nữa. Bàn tay Di Lặc là 10 ngón nha quý vị. Hai bàn tay 10 ngón. Dạ, yeah. Cái micro đâu tí ơi. Tí à? Vâng và kính thưa quý vị, bây giờ là hai bàn tay Đức Di Lặc 10 ngón luôn. Đoàn của Châu Phú bây giờ sắp sửa chia tay, Nghĩa tặng cho bà con tặng một đoạn sám giảng đứng đây ngâm ca nè anh Nghĩa. Đây đây nè. Đó không? Nè nè. Rồi một đoạn thôi anh Nghĩa ơi. Nè anh Nghĩa. Ở đâu? Đây nè anh Nghĩa. Giống như làm giấy chứng minh vậy. Ờ, ngâm tay anh Nghĩa vậy ha. Đâu đâu, chú lựa đem ra chú lựa. Đem cái bài đó coi. Rồi vâng thì kính thưa quý vị, bây giờ là trước khi chia tay với đoàn anh Thiện Nghĩa sẽ ngâm một đoạn sấm dạ. Anh Thiện Nghĩa ngồi trong hốc này à, ngâm rồi ngâm luôn hả? À, giáo lý để à, ngồi lý ngồi cái băng kìa để tập quý vị và các bạn thêm. Đó rồi chúng ta sẽ chia tay đứng đó luôn ngâm luôn anh Nghĩa. Bây giờ rồi. Nguyên cái đoàn mà tập trung đây nghe bài pháp này hay lắm nha. Dạ rồi. Vâng và kính thưa quý vị tiếp tục nha. Rồi mời anh Nghĩa. Rồi là đây không, ngồi không, không, đứng rồi. Nguyên cả đoàn đứng rồi cô Thảo thích nghe sấm giảng lắm bây giờ mà cô Thảo qua úp lửa qua luôn rồi. Hay quá bữa nay mình vô hang động
có năm ngón tay của Phật Di Lặc phải không? Mười ngón hả? Mười ngón. Vậy thôi bây giờ mình xin đọc một đoạn nghe. Rồi qua đó đứng luôn chị. Nữa ảnh coi chị với đâu coi đó. Rồi tiếp tục nữa ha. Ready to pair. Rồi qua bển luôn con. À, xin đọc tặng cho đoàn mình bài Tình Thương Chân Thật của Ngài Thanh Sĩ. Trong cái hang động này rất là thiêng liêng quý vị. Thì Nghĩa sẽ thành lòng diễn đọc lại cho quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên đem cái tình thương riêng nhỏ hẹp biến thành tình thương rộng khắp muôn dân. Cái tình thương giả dối đổi ra chân, thương người cũng như thương thân mình vậy. Thương để cứu chớ nên thương để hại, thương cao thanh đừng thương lối để hèn. Đời tối tâm tình thương ấy là đèn, đời đau khổ tình thương trên tất cả. Vào tình thương xã hội đời thông thả, nghèo tình thương khiến thiên hạ đảo điên. Cái tình thương có sức mạnh vô biên, xoay thời loạn ra thời yên trị được. Cái tình thương chuyển hóa thành ra phước, người hòa duyên và có được tình thương. Cái tình thương ấm áp cỡ thái dương, tình thương cũng như nguồn mát mẻ. Đời như thế đứa hài nhi mới đẻ, cái tình thương như xưa mẹ nuôi thân. Thời đại nào tình thương cũng thiết cần, tình thương mãi người ta không tồn tại, tình thương mất người ta không tồn tại được. Dân tộc mạnh tình thương không mất nước, tình thương nhau phải lập khiến thế lương. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường, chiến trường ấy máu xương không tiếc đổ. Thật tình thương đặt giữa con gây gỗ kia tức khắc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong tấm người ta, người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thảo nghe được không? Hay ha. Rồi xin cảm ơn cô Thảo rất nhiều. Kết thúc chương trình thì Châu Phú xin chân thành cảm ơn anh Nghĩa, chú Út Lựa, chị Thảo cùng với đại tí. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem kênh và ủng hộ cả đồng từ suốt hồi sớm tới giờ. Chúc quý vị sức khỏe và bạn sự bình an đến cho quý vị nha. Em ơi, thân ái kính chào và tạm biệt. Xin chào. Chào ra ngoài mình chia, nãy mới lượm mình đâu chồng. Chia, rồi. Hay quá.